Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện đa mỹ ở trung tâm vũ trụ. Tác giả: Cật Tố. Qua phần trình bày của Sam. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng nghe nhé. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất từ kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trung tâm vũ trụ Tập 6 Trang Bách Tâm im lặng một lát rồi nói Tôi hiểu Chính vì chuyện không được phán quyết rõ ràng Nên mới cần phải điều tra Để mỗi câu, mỗi chữ tôi viết ra Đều đáng tin cậy Đó không phải là mục đích của chuyên mục này à Cô quệt lá trả trên mặt đi Tôi cũng không biết nhà đài này thành họ quan từ khi nào Đài này không họ quan nhưng cũng không phải họ trang nhà cô trần cảnh phẩy tay đuổi cô ra cô tự liệu lấy đi trở về bàn làm việc có đồng nghiệp đưa khăn giấy cho cô lau mặt bảo làm sao điều tra khơi khơi người nhà họ quan thế được muốn làm phóng viên tốt trước tiên phải biết giữ an toàn cho bản thân thân mình không có thì sự thật nào cũng vứt cô nhận khăn giấy lạnh lùng chùi mặt trần cảnh ra khỏi phòng chủ nhiệm Lửa mắt với cô một cái rồi mới bỏ đi Người đồng nghiệp lại vỗ vai cô Rồi đi vào phòng biên tập Trang Bách Tâm đứng dậy Sang phòng trà nước Tự pha một tách cà phê hòa tan Lúc ra cô đụng độ ngay Đội vừa đi phỏng vấn về Cả đám đông ồn ào gọi nhau Đi úp mì bò ăn Người dẫn đầu trông có vẻ phờ phạc Chính là Lưu Dương Thấy cô đứng sững ở đó Anh ta cười nhé răng hỏi Chưa về à Cô lửa mắt, không thèm trả lời. Lưu Dương lại nói với theo. Đừng làm muộn quá, sạm ra đấy. Cảm ơn anh quan tâm. Tư liệu của tôi có ích chứ, hả? Lưu Dương khẽ hử một tiếng. Vẫn để bụng chuyện nhỏ đó à? Chủ nhiệm đã nói rõ lý do phân sang cho tôi, chứ không để cô làm rồi mà. Góc nhìn thiếu khách quan, chân thực. Tư duy không đủ sâu sắc. Nếu thấy không công bằng... Thì cô phản ánh với chủ nhiệm đi Anh mà cũng dám nói chuyện khách quan Chân thực với tôi à Lưu Dương Anh làm ba kỳ phóng sự kiếp trước kiếp này Về tội phạm giết người Chỉ để kể lệ Hắn hiền lành thật thà gia cảnh nghèo khổ Trên có hiếu với cha mẹ Dưới làm nụng nuôi các em Đau khổ vì bị cô gái lừa dối Mới phẫn trí giết người Chân thực khách quan của anh Là hắn giết người là vì bị áp bức à Thế thì bao nhiêu người nghèo khổ, hiền lành khác, bị lừa đảo, cũng phải bị đi giết người đúng không? Còn những cô gái bị giết đó, chết là đáng đúng không? Tôi thấy những thước phim của tôi chẳng phán xét gì cả. Đơn giản là chúng cảnh tỉnh xã hội rằng, mọi tội phạm giết người, vốn đều có thể không phạm tội. Còn cô ấy, phụ nữ các cô luôn thích suy diễn theo cảm tính, làm tin tức và dùng lý trí. Cô thường xót những cô gái kia thì cứ việc làm chương trình cho họ đi Yên tâm Tôi sẽ không dành của cô đâu Chàng bách tâm hít một hơi thật sâu Rồi cười mỉa Tôi chẳng thương xót ai cả Tôi chỉ muốn sự thật Cái anh làm cũng chẳng phải tin tức Nó chỉ là một trò giật tít Ngạo mạn thôi Tùy cô Thích nói sao cũng được Lưu Dương nhún vai cười khẩy Chẳng định đôi co với cô ta Phóng viên nữ thì không nên làm thời sự Làm dân sinh Làm giải trí đi cho nhẹ nhàng Đỡ phải lúc nào cũng đằng đằng sát khí Khó lấy chồng Chàng bách tâm quay ngoắt lại Hết cả cốc cà phê đang cầm vào Lưu Dương Lưu Dương rú lên Rồi bật ngửa về sau Dẫm lên chân người quay phim Người quay phim thì đang ôm đồng máy móc Vừa cồng cành vừa đắt đỏ Nên cũng hốt hoảng làm loạn lên Cô điên à Cà phê nóng ngầm ướt sũng vạt áo lưu dương nhỏ tong tỏng xuống đất mong anh nhớ cho kỹ phóng viên là phóng viên không phân biệt nam nữ tôi có lấy chồng sinh con hay không không phải việc của anh trở về văn phòng đóng cửa lại rồi cô còn nghe tiếng lưu dương la ó bên ngoài tự cô xem lại đi đây thì không là cư xử cảm tính à giữa cơ quan làm việc mà vùng vằng dằn hắt không làm được thì về nhà đi Trang Bách Tâm ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc. Những tiếng bản tán to nhỏ ngoài cửa vẫn vang đến tai cô. Màn hình máy tính phản chiếu một gương mặt ngoài 35, bơ phờ, mệt mỏi. Gan gà đâu? Vào nhà, cậu vừa cắn một quay lạp xưởng chiên, vừa lục tìm trong túi mà không thấy gan gà. Quan tàng đang đứng trong bếp làm bữa tối của mình. Chiên bít tết, cắt thành quân cờ, cắt xong anh ta chia làm hai đĩa một đĩa cho cậu một đĩa phần anh ta thì để nguội mới ăn nghe cậu hỏi anh ta đã vẻ rất ái náy bà nãy để trong xe chú mã ăn mất rồi thế là cậu suốt một cú vào bắp chân quan tàng rồi bưng phần thịt của mình ra ngồi trước tivi chú mã nhà anh đúng là không biết đối nhân xử thế ông nói chuyện bình thường mà gần như đi cướp ngân hàng vậy Cậu nhét một miếng thịt bò chầm sốt vào miệng Rồi lim dim Tỏ ý ngon đấy Gặp phóng viên không phải lèm bèm gì hết Đập một sấp tiền vào mặt nó Có phải xong không Quan tàng ngồi xuống cạnh cậu Cầm chai bia cậu uống dở Để uống nốt Rồi khui cho cậu chai mới Chắc là không gặp nữa đâu Đã yêu cầu truyền thông tỉnh Không đưa tin rồi Anh vợ em đều sẽ không nhận phỏng vấn dưới mọi hình thức Ghê gớm vậy hả Nhà giàu ba họ Cậu quay sang nhìn quang tàng Để chai bia anh ta đưa cho Thứ nhất Làm mất dịp kiếm tiền phỏng vấn của tôi Thứ hai Ai cho anh quyết định thay tôi Muốn tôi không lắm lời Thì chỉ có cách Anh giết tôi thôi Cậu gần thật rõ hai từ Lắm lời và giết Quan tàng nhìn cậu một lát Rồi nhẹ nhàng nói Anh không giết Mỹ Mỹ đâu Rồi lại đưa cho cậu chai bia nếu Mỹ Mỹ muốn Em có thể nhận phỏng vấn bất cứ lúc nào Em muốn nói gì cũng được Kể chuyện anh giết người cũng được luôn hả Ừ Cậu cầm chai bia tù một hớp Rồi chót chép miệng Nói thật Tôi nghe xem Quan tàng Anh muốn tôi kể lắm đúng không Ý tưởng của chú Mã Anh không phải là ý tưởng của anh Phải không Quan tàng đưa tay lên sở má cậu Rồi than thở bảo sao chú mã cứ nói mãi mỹ mỹ à đúng là em vừa thông minh vừa nhạy bén thông minh quá nên anh phải cứng lên hả cậu hất mặt đi tiếp tục xem bộ phim tình cảm lâm ly bi đát trên tivi đang ăn nhịn đi quan tảng ngoan ngoãn đáp ử lại hỏi mỹ mỹ không tò mò về anh à có cậu vẫn nhìn tivi không chớp mắt nhưng mọi thắc mắc của tôi về anh đều có thể giải đáp bằng ba chữ bị tâm thần rồi nghe vậy quan tàng không hề phật ý mà còn cười phá lên thế sao mỹ mỹ không tránh xa đồ tâm thần như anh một chút anh muốn nghe nói thật ư ừ cậu quay sang nghiêm túc nói bởi vì anh là cây atm nói xong lại lia mắt xuống dưới một cây atm có con hàng xài được Quan tàng nghe xong thì ngẫm nghĩ một tí rồi lại hỏi. Loại ATM này thật ra cũng nhiều mà. Không làm tiền bằng anh. Có bằng cũng không cho tôi rút ruột. Quan tàng ổ lên một tiếng. Thế tức là Mỹ Mỹ đang khen anh đúng không? Cậu cười, nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Chuẩn là tôi đang khen anh. Mỹ Mỹ càng ngày càng hấp dẫn anh đấy. Anh muốn biết nhiều hơn về em. Quan tàng nhìn cậu như bị hút hồn cuối cùng anh ta đưa tay vén bên tóc mai hơi dài của cậu ra sau tai bao giờ em chịu kể cho anh nghe biết nhiều thì báo gì yêu tôi mất thì sao tôi với anh cứ thế này tôi không chê anh tâm thần anh không chê tôi tốn tiền ngày ba bữa cơm làm vài nháy chẳng hơn à quan tảng suy tư một lúc rồi đáp anh chưa yêu ai bao giờ yêu thật và như anh với em bây giờ thì khác gì nhau? Cậu xem đến hết tập phim mới quay sang hỏi lại quan tàng. Anh muốn ăn cứt không? Quan tàng ngẩn ra rồi lắc đầu. Cậu nói tiếp. Yêu thật là ăn một đồng cứt. Cứt độc chết người. Thấy quan tàng trợn tròn hai mắt. Cậu lại điểm tĩnh bảo. Đừng ăn cứt. Cứ ăn bỏ bít tết mắc tiền của anh đi. Quan tàng liền bê đĩa thịt của mình ra lại ngồi xuống sofa cạnh cậu để cùng xem phần quảng cáo dài vô tận giữa hai tập phim. Màn hình TV phản chiếu hình dáng hai người. Cả hai đều im lặng, đeo đuổi những ý tưởng riêng trong đầu. Trước khi đi tắm, cậu đứng trần như nhộng trước gương, ngắm nghía thương tích trên người mình rồi chửi. Hết thẳng tâm thần này đến thẳng tâm thần khác. Tèm, mình đúng là số đỏ. Một trong những gã tâm thần đang đứng dựa cửa cười hì hì bảo lâu lắm không được sở mỹ mỹ anh muốn sở cậu quay lại tìm người vào bồn rửa mặt sang hai tay ra nào tới quan tàng ôm mèo cậu chậm rãi giả tay trên lưng cậu cậu quẳng tay lên cổ anh chàng bảo trước khi gặp tôi thì anh giải quyết ba cái đam mê quái đản này kiểu gì ra đường thấy thích ai là xòe tiền ra hỏi cho sở nhé à không anh chỉ hỏi thôi cậu cười chửi cái đời mờ anh hay lắm bàn tay quan tàng lập tức ấp lên bụng cậu thế rồi anh có được sờ không có một lần thôi trước khi gặp Mỹ Mỹ chỉ có một người anh muốn sờ vào đó là một cô bé giống Mỹ Mỹ cũng hoạt bát sôi nổi làn da cô ấy khá nóng anh thích lắm anh hay thật vừa thích nóng vừa ghét nóng Quan tàng chợt khựng lại Như cũng vừa nhận ra điều đó Đúng nhỉ <laughs> Sao bảo anh chưa yêu ai bao giờ Vẫn là trai tân cơ mà Lừa tôi à Quan tàng lắc đầu Anh chỉ muốn sở vào cô ấy thôi mà Trước khi Mỹ Mỹ cho phép Anh được tiếp xúc gần hơn với em Anh cũng chỉ muốn sở vào em thôi Bàn tay men tử mông lên leo rồi lướt theo đường cong lên đến cổ cậu, ấn lên động mạch cậu, hít hà mùi hương của cậu. Tiếng thở của anh ta dần nặng nề hơn, chúng phả dục vọng lên gương mặt cậu. Nói tôi nghe xem, cô ta mắng anh thế nào? Cậu ôm quan tàng bằng cả hai tay, ngón tay luồn vào tóc anh ta mà vò, nắm. Quan tàng dán tay trên trái tim cậu, nhìn vào mắt cậu và đáp. Cô ấy báo cảnh sát, tố cáo anh định mưu sát. Cậu cười phá lên Cười muốn tắt thở Cuối cùng cậu bừng mặt quan tàng như nâng niu Đầu ngón tay miết qua môi dưới anh ta Đừng trách cô ta Đó mới là phản ứng bình thường đấy Qua tàng gật đầu Anh biết mà Nói rồi liền hôn cậu Đầu lưỡi luồn vào Liềm láp từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu Cùng với bờ môi Chúng trở thành một con mãnh thú Biết cắn nuốt rồi chúng tìm đến Mút lấy động mạch nơi cổ cậu Nhay nhay những đường gân máu Quan tàng Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà Phòng tắm của quan tàng màu đen Trần bên trên cũng thế Ừ Tiếng quan tàng trả lời hỗn độn vào tiếng thở dốc Hối hả đầy thèm khát Anh giết tôi cũng được Quan tàng ngừng lại Chăm chú nhìn cậu Nhưng phải làm đúng một lần Chết ngay Nếu không hai ta không biết ai mới phải chết có phải mỹ mỹ đang mong đợi có ai đến giết em không cậu chậm rãi lắc đầu hai tay gửi trong tóc quan tàng lại nhẹ nhàng xoa nắn cậu bình thản nói tôi không mong đợi cái chết tôi muốn tuyệt diệt trong khoảnh khắc ôi cha cha nghe nghệ thuật đầy mình không nói rồi lại phì cười quan tàng thì không cười anh ta hỏi tại sao cậu nhảy phóc lên quặp hai chân vào hông quan tàng quan tàng lảo đảo suýt ngã theo bản năng anh ta ôm gỉ lấy hai đùi cậu để rồi bị cậu giật kính ném vào bồn rửa mặt và nghe cậu vui vẻ bảo vì sống chẳng là đi tìm cái chết thì sao chàng bách tâm chập mắt một lát ở văn phòng rồi lại cầm cà phê lái xe đến chở trực dưới nhà quan tàng đồng nghiệp hỏi cô ta Thế này là định tung hê hết đấy à Vẫn chưa thầm thía hoàn cảnh Ở cái đài rẻ rách này hay sao Làm mất lòng chủ nhiệm với giám đốc đài Thì đất đâu mà sống nữa Cô ta cầm cái bình giữ nhiệt Đã đổ đầy cà phê đáp Lành làm gáo Vỡ làm môi Quan tảng rời nhà từ sớm Nhưng cô ta không bám theo Đến chiều Mỹ Mỹ mới xuất hiện ở cổng khu nhà Tóc giả quan dài màu sâu ngô kính dâm to bản viền vàng, khoác áo lông giả chấm bi dài đến bắp chân. Cây áo cứ ánh ánh, lên theo nhịp bước, trần cậu sỏ tất lụa đỏ, đi đôi giày đen gót nhọn. Mười phân, mà dáng vẫn rất điệu đà uyển chuyển. Mỹ Mỹ ra đầu đường bắt taxi, chàng bách tâm lái xe theo. Xe đi từ khu dân cư cao cấp đến xóm lao động. Mỹ Mỹ xuống xe, hình như có xung đột với lái xe nên cậu chỉ vào xe mà chửi. Đồ mơ mày, bà mặc áo vú của con vợ mày à, liên quan đéo gì đến mày? Chửi xong liền sập cửa xe bỏ đi. chàng bách tâm dừng xe, chạy lên cạnh cậu. Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ kéo kính dâm xuống một tí. Cặp mắt to thoa nhũ lòng lánh, nhìn cô ta trên viền kính. Ơ kìa, chị gái có ngân sách rồi à? Chàng bách tâm lắc đầu. Thế thì tìm tôi làm gì? Rảnh quá muốn nghe bốc phết hay sao Nói xong cậu lại dảo bước đi Mặc kệ cô ta Cô ta vẫn không chịu thua bảo Cậu muốn nói gì cũng được Đây không phải cuộc phỏng vấn chính thức Chúng ta chỉ trò chuyện tâm sự thôi Chẳng qua Tôi thấy năng lượng tích cực như vậy Đáng ra phải được tuyên truyền rộng rãi Mỹ Mỹ ngoảnh mặt lại nhìn cô ta rồi mỉm cười Này bà chị Bà tự tin vào những gì bà nói thật à Chàng bách tâm ngẩn mặt ra Mỹ Mỹ lại quay lưng đi tiếp Hai người đi xuyên qua Các loại tiệm gội đầu Làm tóc, quán cơm bụi Cuối cùng Mỹ Mỹ dốc một tấm bạt bằng vải bông Đã cứng còng vì bẩn thỉu lâu ngày Bước chân vào khu chợ quê Mùa đông hỗn tạp mùi thực phẩm sống Chín Tương dầu cá mú Cậu dừng lại trước sạp trái cây Để mua một túi quýt đường Tàn phét mấy câu với bà bán hàng rồi sách quýt về ký túc xá đoàn kịch. Tùy Mỹ Mỹ không thèm tiếp chuyện, nhưng cũng không xua đuổi Trang Bách Tâm. Thế nên cô ta cứ bám theo cậu. Đến trước một khu nhà tập thể hai tầng sập sệ, thì gặp hai quả pháo kép bị châm lửa đang đua nhau nổ đùng đùng váng trời đất. Một đằng là kim tường đang khóc sướt mướt. Đằng kia là một em bán hoa ngoài giờ hành chính đang ngáy ngủ. Bên này dấy lên chửi. Còn đĩ hồ ly tinh thối thây cướp chồng Một bên chống nạnh chỉ lại Nó đéo thèm lỗ đít Thích đụ lỗ háng Chứ tại ai? Tại ai? Mỹ Mỹ vội nấp ngay ra sau tường Để xem hai thế lực túm tóc vào mặt nhau Rằng co một hồi Vú thật vú giả Lòi phòi ra cứ là lóa mắt Cậu có vẻ thích trí lắm Vừa cười vừa lấy quýt ra bóc ăn Cậu không ra giúp à? Chàng bách tầm hỏi Giúp bên nào giờ Cậu liếc sang chàng bách tâm Rúi cho cô ta một quả quýt Toàn là người quen cả Vớ vẩn chúng nó điên lên Cùng quay sang đấm tôi ấy chứ Ngu đâu mà dây vào Ăn hết năm sáu quả quýt Thì chị Hương Hương Mới từ tầng 2 đi xuống Lên tiếng khuyên nhủ Đó đó thấy chưa Có giống hệt mấy anh cảnh sát trong phim không Đợi đấm nhau xong mới mò đến Mỹ Mỹ phủi hai tay Chỉnh lại áo khoác với tóc giả Rồi đã đóng bỏ quyết dưới chân sang một bên Hiên ngang đi ra Ui chu choa làng Đức ơi Cái gì thế này Cậu gào lên Bọn này làm loạn à Kim tưởng vô lấy cậu Vẫn khóc tu tu Nó khóc mà chỉ kẻ mắt trôi thành hai vệt đen thui Nó bảo lão ấy Nhà nó bập vào mấy con bán hoa Đem tiền của nó đi cho mấy con ấy Trong đám bán hoa Thì có A Phân nó cãi lại ai mà biết đấy là lão ấy nhà mày khách đến cửa nhẽ nào lại đuổi về chị hương hương khoác một cái áo choàng to sụ đầu còn chết khăn một đằng là nhân viên đoàn kịch một đằng là khách thuê trọ hẳn hoi thiền vị làm sao được mà cơ sự này chị gặp thường xuyên nên cũng thấy bình thường chị đang định lên tiếng thì mỹ mỹ đã xua tay ngăn lại ra vẻ để đấy em xử lý lão ấy nhà mày đâu rồi cậu hỏi kim tường bây giờ tiền lão đã không cho mày cu cũng không cho mày nốt thì mày cung phụng lão làm gì hôm nay chẳng đi chơi gái thì ngày mai lão cũng đi mày gọi lão ra đây để con này chặt mẹ cái của nợ ấy đi xem lúc ấy mày thích giữ cu hay giữ người nói xong lại quay sang đám chị em bán hoa bảo lão mà đến nữa thì đuổi về Loanh quanh cũng là tiền của chị em trong nhà Mình thiếu gì ba đồng cắt Chị em nể mặt mỹ mỹ Chết hụt với thằng giết người một lần Cho chị em yên tâm làm ăn Được không nào Cuối cùng cậu quay lại hỏi chàng bách tâm Nào chị phóng viên Chị thấy tôi nói Chỉ lý không Chàng bách tâm tự dưng bị điểm danh Ngay sau đó cô ta nhận ra Độ chụp cặp mắt đang đổ dồn về phía mình Hả Gì cơ cái gì vậy má phóng viên à à phần vội vàng che ngực lại đi hốt tệ nạn à nói xong nó vội chạy té lên tầng các chị em khác chẳng hiểu mô tê gì cũng dần dần bỏ chạy hết ơ ờ, đỡ mở biết thế thì lôi bà chị ra từ đầu hiệu quả thế nhỉ mimi lẩm bẩm chàng bách tâm thì vẫn ngơ ngác đúng là mày kiếm được bổ xịn thật ai mà đua được với mày kim tường còn lẩm bẩm ra điều dỗi cậu cũng chẳng giận mà còn vứt cho nó túi quýt đường. "Chứ lại không à? Bà mày đẹp nhất thiên hạ, thằng giết người còn phải tìm tao, chứ có thể mấy con kia đâu?" Có vẻ Kim Tường cũng ngượng nên nó phì cười. "Cớm, còn mặt dày xí sọn." Chị Hương Hương cảnh giác chạy ra đứng chắn trước mặt chàng bách Tâm. "Phóng viên đến chỗ chúng tôi làm gì? Ở đây không có làm ăn phi pháp gì hết. Chúng tôi là đoàn kịch, toàn diễn viên tử tế." à chị đến phỏng vấn em đấy cái vụ đó đó rồi cậu quay sang bảo trang bách tâm hay chị lang xê cho đoàn bọn tôi tí đi thì tôi ngồi tâm sự với chị được không trang bách tâm nghĩ một chút rồi đáp tôi nói thật với cậu nhé lên truyền hình thì không được đâu nhưng nếu chỉ đăng trên mạng thì không thành vấn đề chị hương Hương khấp khởi nháy mắt với mỹ mỹ rồi quay lưng dẫn đường Thế thì vào đây, xem thử đi. Chị dẫn chàng Bách Tâm đi tham quan nhà kho, phòng tập, phòng phục trang. Họ lại cùng leo cầu thang nhỏ hẹp lên tầng 2. Trên đó là một dãy phòng nhỏ với hành lang chung được quét dọn rất sạch sẽ. Phòng làm việc của chị Hương Hương nằm cạnh phòng tập. Chị mời cô ta vào để giới thiệu các tiết mục, hoạt động, triển vọng tương lai của đoàn kịch hết cả buổi chiều. Trong đoàn có một diễn viên tên là Giã Bình. Nghe nói có phóng viên truyền hình đến Nó ăn diện như con công xòe đuôi Rồi hăng trí trổ tài biểu diễn 18 môn võ nghệ Đòi chàng Bách Tâm chụp thật nhiều ảnh Rồi mai mốt lên trang bìa Phải in hình lớn hơn người khác Vì nó là trụ cột của quốc sắc thiên hương Chàng Bách Tâm hỏi Sao nó lại dần thân vào nghiệp này Giá Bình đáp Từ bé em đã hát hay, nhảy giỏi Em mềm dẻo hơn Tiếp thu nhanh hơn Diễn xuất thần hơn nhàn sắc đẹp hơn đứt bọn con gái nhà em mà không nghèo thì em đã nổi tiếng rồi giã bình là nghệ danh nó tự đặt cho mình ý là một nhánh lục bình hoang dã không trốn nương thân từ bé nó đã bị chê cười là ẻo lả hơn con gái đi học bị bọn con trai ôm ấp sở mó bắt nó mặc váy giả nữ nhưng nó không hề giận nó thích biểu diễn thích lên sân khấu chỉ cần được diễn thì ở đâu cũng được nó chẳng ngại dưới khán đài người ta la ó, chửi bới cái gì. Chị Hương Hương thấy được cái ý chí ấy của nó, nên mời nó vào đoàn đầu tiên. Người nhà chê nó không ra dáng thằng đàn ông, nhưng đánh chửi dân đe mãi chẳng ăn thua. Cuối cùng, thật sự là nghèo quá. Thấy nó đem được tiền về rồi cũng thôi. Kim Tường thì vốn là có vợ, nhưng con vợ bỏ nhà theo thằng khác vì không ở nổi với nó. Nó để lại con nhỏ cho cha mẹ già ở quê nuôi Để đi bươn trải kiếm tiền Cuối cùng Tiền nuôi trai còn quá tiền gửi về nuôi con Sẩm tối Một cô bé tên Linh Linh trở về ký túc Con bé để tóc ngang vai Mặc áo lông màu hồng Đội mũ len Đính một trỏm cầu bằng lông Trông cứ như sinh viên vừa tan trường Ơ Chị là phóng viên à Cô bé tròn xoay mắt Hỏi bằng giọng ngưỡng mộ Phóng viên là ghê lắm đấy lên được tivi đấy Tao cũng ghê lắm này Cũng lên tivi này Mỹ Mỹ không biết từ đâu Xuất hiện nhại lại giọng nó Cậu đeo theo một đống nhẫn Với đổi sang cầm một cái sắc tay lóng lánh Linh Linh dậm chân bảo Đáng ghét Rồi chạy vào phòng Chàng bách tâm theo Mỹ Mỹ về phòng Mới biết cậu ở chung cùng với Linh Linh Cô ta sửng sốt hỏi Ở đây để nam nữ chung phòng à Mỹ Mỹ cười phá lên rồi gọi Ê, cô em tí ti, bà khen mày nè, em tí ti. Linh Linh hé cửa ra, nghiêm túc nói. Tôi có chết thì cũng chết như một đứa con gái. Bấy giờ, chàng Bách Tâm mới biết, hóa ra Linh Linh vẫn chưa thực sự là con gái. Mỹ Mỹ gác chân lên bàn trà. Thôi được rồi, cả buổi chiều chắc bà chị cũng khó ở rồi. Có gì muốn tâm sự thì nói luôn đi. Nhanh nhanh, tôi còn biến đây cậu châm thuốc chàng bách tâm hỏi xin một điếu rồi cũng châm hút mỹ mỹ nhìn cô ta thấy cũng hay hay nhìn hỏi này bà chị tóm lại thì tại sao chị quan tâm đến quan tàng vậy vì tôi thắc mắc chàng bách tâm nói thẳng với mỹ mỹ tôi gặp gỡ nhiều người rồi tôi biết không thể qua mắt được cậu tôi chỉ muốn tìm hiểu về thầy quan qua góc nhìn của cậu thôi Thế thì tôi nói thật với chị nhé Tôi chẳng biết gì về anh ta cả Mà tôi cũng không muốn biết Bọn tôi mới quen nhau Mỹ Mỹ híp mắt nhẩm tính Hai tháng à? Hay ba nhỉ? Trong mắt cậu thì thể quan là người thế nào? Đẹp trai, lắm tiền, mê tôi Bình thường anh ta có làm gì khiến cậu sợ không? Có Chàng Bách Tâm hỏi ngay Như thế nào? Anh ta hàm muốn khiếp lắm Thấy chàng Bách Tâm nghệt mặt ra Mỹ Mỹ lại tiếp Thì trai tân đó, chị hiểu mà Nói rồi liền ôm bụng cười như nắc nẻ Chàng Bách Tâm chưa chịu thua Cô hỏi hai người quen nhau như thế nào Mỹ Mỹ đáp Anh ta ưng tôi, tôi ưng anh ta Hỏi nói cụ thể hơn được không Mỹ Mỹ đáp Anh ta ưng tôi đẹp Tôi ưng anh ta cu to, nhiều tiền Hỏi một vài thói quen của thầy quan Mỹ Mỹ đáp Thể lực tốt ghê lắm mỗi đêm làm răm nháy. Hỏi có thói quen gì đặc biệt không? Mỹ Mỹ nghĩ nghĩ, lại đáp lên giường vẫn rất là lễ đổ. Hỏi đã từng tâm sự với nhau về chuyện trước kia của anh ta chưa? Mỹ Mỹ đáp, có từng nói chuyện, biết chơi đàn piano, chưa bao giờ quen bạn gái, bạn trai cũng chưa nốt. Chẳng bách tâm chuyện trò với cậu nửa tiếng đồng hồ, hỏi gì cũng được đáp. Cuối cùng, thu hoạch được một đống tư liệu đổ trụy. Mỹ Mỹ tôi biết chắc là cậu rất ghét kiểu móc máy hỏi gặng của đám phóng viên đến chính tôi nhiều lúc còn cảm thấy hành động của mình rất đáng ghét mà chàng bách tâm nói nhưng làm rõ những điểm nghi vấn là nghĩa vụ của một phóng viên nên xin cậu hãy giúp tôi này chị phóng viên vĩ đại tóm lại thì vì sao chị phải cố chấp với một anh giáo quen vậy hả anh ta chỉ có tí tiền thôi chứ có gì đáng ngờ đâu chàng bách tâm bật cười anh giáo quẻ á Đời thứ ba của tập đoàn họ quan Con trai độc nhất Mỹ Mỹ đột ngột ngắt lời cô ta Chị bảo sao Chàng Bách Tâm hỏi dò Không nhẽ cậu không biết Ông ngoại anh ta là quan tĩnh viên Của tập đoàn quan đạt Không câu sau cơ Con trai độc nhất à Thì cha mẹ anh ta chỉ có mình anh ta chứ sao Mỹ Mỹ hơi há miệng Liếm môi một cái Ngon quá Thế thì không ai dành gia tài về anh ta rồi Mỹ Mỹ chầm điều thuốc thứ ba rồi cười bảo Đấy, chị phóng viên thấy không? Tôi còn chẳng biết nhiều bằng chị Với lại, tôi nghe đồn Phóng viên các chị đều có nguồn tin nội bộ mà Rồi còn nằm vùng, dò la các kiểu Thì việc gì chị phải hỏi thăm tôi nữa Hay định cho tôi thành gián điệp cạnh anh ta thật Được thế thì còn gì bằng Nhưng cậu có chịu không ấy chứ Thế thôi, để tôi bóc phốt người khác cho chị nhé Phốt mắt thấy tai nghe Đảm bảo miễn phí Độc quyền luôn Chàng bách tâm nhìn cậu Ồ vậy là Cậu lại là đương sự à Ờ đúng vậy Sao lại kể cho tôi Vì tôi thấy thượng vàng hạ cám chị đều không chê Đâu ai rảnh như chị Không phải là rảnh Mà là sự thật nào cũng cần có người đưa nó ra ánh sáng Sự thật Mỹ Mỹ chẹp miệng Bà chị ơi, sự thật là cái gì? Cái gì sơi được, các lão ấy đã sơi. Không sơi được thì vứt lại. Sơi xong đánh giám xịt một cái, thối ôm người, giải tán. Cậu rụi thuốc vào gạt tàn, đứng dậy mặc áo khoác. Sau này, nghĩ lại chỉ thấy thối. Mẹ kiếp, sự thật là thế đấy. Chàng bách tâm tinh ý nhận ra ngay. Xem ra cậu cũng từng phải hít giám thối rồi nhỉ? Cậu đứng trước gương chỉnh lại vị trí của cái cơ đáp. Hít nhiều phát oẹ không muốn nhắc lại nữa. Rồi cậu vẫy vẫy tay, bay vù đi mất như ngọn gió biết sướng ca. Đến đêm Paris, hẹn tiểu mộng đi uống, còn gặp em tiếp viên giờ đã là chị Hồng, hỏi thăm cậu. Bao giờ thì đi diễn lại? Uống say liểng xiển mới mò về ký túc xá nôn ngoại nguyên đêm. Sáng hôm sau, Linh Linh phải nghỉ làm để ở nhà dọn dẹp cho cậu. Ngủ dậy, Việc đầu tiên là phải tẩy trang. Làm xong cậu mới quấn chăn ngồi ôm máy sửa điện, mắt thất thần nhìn tivi. Linh Linh hỏi muốn ăn gì, cậu chỉ lắc đầu bảo, gì cũng không muốn ăn, có coca uống thì được. Linh Linh đưa cho cậu một lon coca, rồi ngồi xuống cạnh cậu, bóc quýt cho cậu ăn. Nhu mì nết na quá, cho về nhà chồng được rồi đấy. Linh Linh chỉ cúi đầu không đáp, cậu khề khề trong họng. Ôi má ơi, mấy hôm rồi mà vẫn còn dỗi đấy linh linh liếc nhanh cậu một cái bắt đầu nhè giọng ra chị ấy chẳng là chị anh thì sao sao anh phải quát em thế tao đâu có muốn bà làm chị tao đằng nào cũng có cùng mẹ đéo đâu cậu lẩm bẩm rồi tự dưng quay sang hỏi nó ê mấy bữa nay có ngày đẹp nào để cưới xin không hở gì cơ linh linh nghe không rõ Cậu cũng chẳng nhắc lại nữa Cậu bảo Linh Linh lấy điện thoại xem Ngày Hoàng Đạo Nó vừa xem vừa đọc Cậu thì nghe tay nọ sọ tay kia Nghe xong vẫn chỉ ngồi co do như cũ Linh Linh im lặng một hồi Rồi tự dưng hỏi Mỹ Mỹ này Sau này già Anh có muốn kiếm người bạn đời không Cậu cười mũi Chắc đếch gì đã sống được đến già Thì là Cũng phải gà nghĩa với nhau mà sống chứ một mình mãi sao được Cậu tròn mắt nói Một mình thì một mình chứ sao ốm đau thì làm lò than tổ ong Xong bém Sao anh cứ nói chuyện tiêu cực vậy Lạc quan một tí được không Linh Linh đập vào tay cậu qua cái chăn Lạc quan hả Thế mày với tiểu hào Bao giờ định cưới Tiện quá, đang sẵn xem ngày nè Cậu trêu Linh 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 chẳng có vẻ giận dỗi hay phật ý Mà chỉ bảo Tiểu hào tốt thật nhưng anh ấy không có phong độ đàn ông Phong độ đàn ông là thế nào? Cậu vui vẻ hỏi Linh Linh nghiêm túc đáp Là có thể che chở em Như anh hôm trước ấy Ánh mắt nó nhìn cậu chan chứa ước ao Suýt nữa thì sặc cô Cậu ôm bụng cười muốn tức thở Má ơi Sao tao đắt hàng vậy trời Cười chán cậu mới chủi nước mắt bảo Tao với mày chỉ làm chị em được thôi Tao không làm người đàn ông của đời mày được đâu Linh Linh đỏ bừng mặt Ai, ai cần anh Là người đàn ông của em Anh hỏi thì em nói thôi Chứ làm sao Nói chuyện tức anh ngách Linh Linh hậm hực bỏ vào phòng Trang điểm chảy đầu Rồi làm như định đi đâu Mới đi một tí Nó lại lộn về lấy hộp thuốc Đổ ra mấy viên bỏ vào mồm Linh Linh Làm sao Mày uống cái đấy có hại người không Linh Linh xoay gương chỉnh lại mũ đáp Có, Thế hay đừng uống nữa Để dành tiền chuyển giới luôn không được à Linh Linh nhìn cậu qua gương nói Biết bao giờ mới để dành đủ tiền Mà em không chịu được cái cơ thể con trai này Một ngày em cũng không chịu được Mỗi khi đi vệ sinh Em còn không muốn nhìn bên dưới mình Uống thuốc rồi chết cũng được Ít ra còn được chết làm con gái Nói rồi Nó hất cái cảm nhọn bỏ đi Cậu quần chăn ngồi trên sofa Định chợp mắt một tí thì dưới nhà chị Hương Hương bắt đầu cho đoàn tập. Nhạc rội ẩm ẩm, tiết tấu vang lừng, làm cậu tỉnh cả người. Cậu mò xuống xem, thấy một dàn mặc váy bó lóng lánh trói lòa, đi những đôi giày mà chỉ riêng phần gót bằng phía trước đã cỡ ba phân. Đang nhảy bài của mấy nhóm nữ Hàn Quốc. Chàng bách tâm đứng cạnh chụp hình, chị Hương Hương thì gõ nhịp và liên tục chỉ đạo. Nhảy đi, nhảy đi các cô nương, các em đẹp nhất trần đời. Giã Bình nhảy ở vị trí đầu hàng Nó rất là hăng hái Eo lắp nhiệt tình Hai mắt long lanh ý chí Ta là tối thượng dưới gầm trời này Nhưng đứa đứng sau đều là tín đồ của ta Thấy cậu xuất hiện Trang Bách Tâm cười chào Đã nói là làm nhé Hôm qua không mang máy ảnh Nên hôm nay chụp bù Cậu giơ ngón cái khen Rồi quay lưng bỏ đi Trang Bách Tâm không đuổi theo Nhưng vẫn nói lớn Lúc nào cậu gọi cho tôi cũng được cậu phẩy tay không ngoảnh lại về phòng cậu gọi cho quan tàng giúp tôi việc này được thôi sao vậy mỹ mỹ quan tàng trả lời rất sốt sắng hỏi thăm giúp tôi nghiêm nhâm kính chị tôi ấy xem bao giờ bà lấy chồng hỏi được cả tổ chức ở nhà hàng nào càng tốt anh hiểu rồi tối nay mỹ mỹ có đến không anh đang ở chỗ ông ngoại ăn tối xong anh mới về Thế còn bảo tôi đến làm mẹ gì Chửi xong cúp máy liền Quan tàng cười hơn hớn Cất điện thoại đi Lúc đi từ ban công biệt thự sang trọng vào Anh ta lại bị chiếu tướng Bởi ánh mắt khá là khó chịu Của mã thiên gia Cháu phải báo cáo với cậu ta à Quan tàng à một tiếng Đấy cũng coi là báo cáo ạ à? Chắc tại cháu quen với cách nói chuyện Của chú mã rồi Tôn lệnh nhàn từ trong bếp đi ra vừa cười tập dề vừa gọi quan tàng hai chú cháu vào rửa tay đi thôi đợi một lúc nữa ông ngoại con bàn việc xong là cả nhà ăn cơm cảm ơn bà bà có cần cháu giúp gì không quan tàng hỏi có cô giúp việc rồi lâu lâu con mới về nhà cứ ăn cho ngon miệng là được tôn lệnh nhàn đi lên lầu để bà xem ông con xong chưa nhìn theo bóng tôn lệnh nhàn đi khuất mã thiên gia mới nói nhỏ với quan tàng Chú không nói chuyện của Mỹ Mỹ cho ông ấy đâu Cháu biết cái kiểu của ông ngoại cháu rồi đấy Nếu biết Chắc chắn ông ấy sẽ không vui Cháu biết Ông ngoại cháu vẫn quan tâm đến cháu nhất Cháu cũng biết mà Quan tàng mỉm cười Cháu cũng quan tâm đến ông ngoại nhất Mã thiên gia nhìn gương mặt nghiêng của quan tàng một hồi Rồi thở dài Không nói gì nữa Hơn nửa tiếng sau Quan tĩnh viên mới xuống Hai người đi hai bên vẫn tiếp tục nghe ông ta Dăn dạy đến tận bàn ăn Một người là giám đốc công ty sắt thép Quan Đạt trực thuộc tập đoàn Quan Đạt Người kia là Quan Quốc Lương Một người cậu của Quan Tàng Quan Quốc Lương đã làm việc Tại Quan Đạt hơn 20 năm Nhưng vẫn chưa được tiếp quản vị trí Của Quan Tĩnh Viên Giờ cơm đừng nói chuyện công việc nữa Tôn lệnh nhàn đánh khuyên Quan Tĩnh Viên Lâu lắm Quan Tàng mới về nhà Mình cứ công việc mãi là thế nào Quan tỉnh Viên hử một tiếng, có vẻ bất mãn, nhưng vẫn kết thúc bài thuyết giáo. Ở trường có bận không quan tàng. Quan Quốc Lương hỏi. Tốt ạ. À, lên lớp, chữa bài cho sinh viên, ra ngoài nghiên cứu, đều là những việc cháu thích. Quan Tàng đặt đũa xuống trả lời. Tốt quá. Quan Quốc Lương than thở. Nhà ta có mình cháu theo đường học hành, chứ cả nhà toàn buôn bán với ngồi bàn giấy, cháu phải cố kiên trì nhé. Muốn học lên tiến sĩ thì cứ thi Gia đình lúc nào cũng ủng hộ cháu Cảm ơn cậu Quan tàng mỉm cười Quan tĩnh viên hất cằm Ăn đi, bà cháu đích thân xuống bếp đấy Tôn lệnh nhàn vội múc thêm một bát canh thịt viên nữa Đặt trước mặt quan tàng Mã thiên gia có vẻ lo lắng Ông ta đang định lên tiếng Thì bị ánh mắt của quan tĩnh viên ngăn lại Quan tàng cầm thìa uống một miếng canh Ăn một viên thịt Rồi nói với tôn lệnh nhàn Ngon lắm ạ Cảm ơn bà Con thích là tốt rồi Ông con bảo con ăn uống đơn giản Toàn đồ tính hàn Nên dặn bà làm món nóng cho con bồi bổ Ăn nhiều vào con Mã thiên gia nhìn quan tàng uống cạn bát canh Bàn tay ông ta dưới bàn đã siết thành nắm đấm Quản tĩnh viên thì rất hài lòng Sau bữa cơm Ông ta gọi riêng quan tàng vào phòng làm việc Cháu là đứa cháu duy nhất của ông Mọi việc ông làm đều vì tốt cho cháu cả nhưng chuyện như lần này Chờ tài diễn nữa Rất nhiều kẻ luôn trầu trực soi mói ông Đừng trở thành như mẹ cháu Hiểu không Vâng cháu hiểu Ông biết cháu sống một mình cũng cô đơn Thỉnh thoảng cho mình thư giãn một chút cũng được Nhưng đừng chọn những phường bát nháo Nếu muốn lấy vợ Cứ nói với ông Quan tàng cười Cháu chưa có ý định đó Cũng không có ai bát nháo cả Ông cứ yên tâm quan tĩnh viên trầm mặc một lát rồi nói chú ý giữ sức khỏe vâng ông cũng giữ gìn sức khỏe kỳ này huyết áp ổn rồi vẫn nên nhớ uống thuốc đúng giờ cuộc họp mặt gia đình kết thúc chóng vánh quan tàng và mã thiên gia chào từ biệt quan tĩnh viên rồi lái xe từ ngoại ô về nhà xe vượt ra khỏi khu biệt thự quan tàng đã kêu dừng lại để xuống vịn cột điện nôn mã thiên gia vỗ lưng cho anh ta đợi luôn xong ông ta mới đưa chai nước khoáng cho quan tàng xúc miệng. Nôn hết rồi, quan tàng có vẻ tươi tỉnh lắm. Anh ta vừa chùi nước mắt, nước mũi, vừa bảo. Ông ngoại cháu đúng là buồn cười quá. Suốt dọc đường, mã thiên gia không nói năng gì. Đưa quan tàng về đến dưới nhà, ông ta mới hỏi. Nói chuyện về chú mã một lát nhé. Quan tàng lắc đầu. Cháu không sao đâu, trước nay vẫn vậy mà. Buổi tập của chị Hương Hương kéo dài đến tận trước giờ diễn khuya. Bọn diễn viên ai nấy đều bừng bừng ý chí. Cậu xem chán rồi bỏ ra đường. Máy tính bán rồi, chẳng muốn hiện việc online nữa. Nên cậu lang thang qua tiệm đồ ăn nhanh. Ngồi ở đó đến trưa, ngắm người ra ra vào vào. Tối muộn cậu mới về chỗ quan tàng. Quan tàng đã đưa cậu khóa nhà, mở cửa ra. Cậu thấy trong nhà đèn sáng trưng. Anh về rồi à? Không ai trả lời. Cậu thay giày đi vào Thấy quan tàng đang ôm bồn cầu Nôn nệ trong nhà vệ sinh Cậu ngồi xổm sướng cạnh quan tàng hỏi Chữa à Quan tàng nôn đến ứa nước mắt Thấy cậu đến Anh ta còn cười vui vẻ gọi Mỹ Mỹ ừ. Xong lại tuệ tùm lung tiếp Đỡ mờ Đừng có vợ gọi tôi vừa nôn thế Cậu đứng dậy đi vào bếp Thấy trên thớt có thịt bò thái quân cờ Chắc mới làm xong nên còn chưa nguội cậu mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi trở vào nhà vệ sinh anh ngăn phải cái gì hả thịt chưa nguội quan tàng nôn xong thì ngồi bệt xuống sàn dựa lưng vào tường cậu nghĩ nghĩ rồi hỏi lần trước ăn thịt nướng anh cũng nôn à quan tàng gật gật biết nôn còn ăn anh muốn mỹ mỹ vui mà quan tàng nắm cổ chân cậu mặt đến là đáng thương cút con mẹ anh đi Thế bây giờ nôn nệ cho tôi thấy Cũng để mua vui à Anh chỉ nghĩ Biết đâu ăn mãi cũng quen Sau này có thể ăn cùng với em Quan tàng nhận chai nước cậu đưa Rồi được cậu hùng hổ Cầm khăn chùi miệng cho Kiểu này chắc là chưa quen được ngay rồi Cậu xỉa ngón tay vào chán quan tàng Bị tâm thần thì đừng có đua đòi Giả bộ bình thường Xong cậu móc trong túi quần ra Một cái kẹo này quan tàng nắm trong tay mà không chịu ăn cậu liền giật lại bóc vỏ nhét vào miệng anh ta quan tàng nhăn mặt chua quá mi mỹ, mỹ thế mới hết uệ sao lúc nào Mỹ mỹ cũng có kẹo trong túi vậy để khỏi phải uệ cậu sửng dưng đáp tối nay đừng hòng hôn tôi đánh răng rồi cũng cấm chàng bách tâm vừa mở hòm thư điện tử bấm vào từng cái thư bóc phốt chẳng biết thật giả ra sao, vừa vào địa chỉ quy quy của người đồng nghiệp cũ, định gửi tài liệu về đoàn kịch quốc sắc thiên hương cho cô ấy. Bà sắp bị đà điết đúng không? Ý chỉ việc trang bách tâm sắp bị chuyển công tác. Đồng nghiệp cũ gửi thêm một cái biểu tượng mặt cười vào tin nhắn. Đến đít rồi đây, cô đáp. Tôi đã bảo bà rồi, phải tính sớm. Gần bốn chục tuổi đầu, ai còn nhong nhong chạy phóng sự nữa. Đàn ông còn thấy cực huống hồ đàn bà con gái bà đưa được với bọn trẻ không chàng bách tâm không trả lời bên kia lại nhắn tiếp cái nghề này giờ gác xa ngày mình mới vào chàng bách tâm im lặng gõ mấy chữ tôi biết mà bà biết nhưng bà không cam lòng lúc nào cũng nghĩ phải cố làm được cái gì thật to tát để chứng tỏ mình chưa bị đào thải trật tự cô gửi một biểu tượng hình con dao bên kia trả lại một cái mắt quỷ mà này, cái người bị hại đó Tôi đã bảo tên nghe quen mà Chính là sinh viên Bị đại học Đông Ninh đuổi học hồi đầu năm rồi còn gì Chàng Bách Tâm gõ một loạt dấu chấm hỏi Mấy chuyện bạt này Các bà làm thời sự đàng hoàng không để ý chưa báo mạng Truyền hòng biến như bọn tôi rảnh lắm Không ngờ sinh viên đứng đầu khoa hồi đó Mà giờ phải đi diễn kịch hóa thân Ngồi nghỉ một lúc Rồi quan tàng vào bếp trộn salad Cớt thịt bò còn thừa vào tủ lạnh Sau đó Anh ta bưng đĩa salad đến ngồi ăn cạnh cậu Cậu hỏi Ông ngoại anh để đói anh à Ông ngoại bảo bà ngoại nấu canh thịt viên cho anh Anh ăn rồi nôn cả Ông không biết anh không ăn được à Cố ý thôi Cậu đang bóc gói khoai tây chiên Nghe quan tảng nói vậy Mới liếc sang nhìn anh ta Anh bị khùng là di truyền từ ổng hả Quan tảng cười khanh khách không không Di chuyển từ mẹ anh Mẹ anh thì theo gen bà ngoại Không phải bà ngoại bây giờ đâu Bà ngoại ruột anh cơ Cậu trượt tay làm gói khoai tây chiên văng xuống đất Quan tàng nhặt lên Xé miệng gói đưa cho cậu Cậu lại hỏi Anh cần thiết phải nói hịch tuệt ra như thế à Tôi có bảo tôi muốn nghe đâu Biết con tin sợ bị thủ tiêu Toàn phải nhắm mắt Cho khỏi thấy mặt bọn cướp chưa Anh định cho tôi bước chân ra đường Là ăn đấm luôn hả à? Quan tàng càng cười dữ hơn Đâu nào Dù sao nói cũng không ai tin mà Cậu cầm gói khoai chiên Bóc bỏ vào miệng nhai rộm rộp Anh muốn nói gì thì nói luôn đi Để xem bán tin được mấy đồng nào Chắc là bán được nhiều tiền đấy Rất rất nhiều Thế là anh bệnh ở đây thật à Cậu chỉ chỉ vào đầu Không biết nữa Quan tàng điểm nhiên đáp Cũng không quan trọng Cứ coi là có đi cho yên tâm. Cậu im lặng ngẫm lại ý nghĩa câu nói này của quan tàng. Cuối cùng cậu bảo, anh không thấy bực à? Anh nên bực hả? Có vẻ quan tàng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Anh ta ngơ ngác đặt đĩa salad xuống. Anh thấy bình thường, hơi tức cười thôi. Anh cứ nghĩ, đêm nào trước khi ngủ, ông anh cũng tự nhủ. Hôm nay thế là êm đẹp, vì hôm nay quan tàng không ra đường giết người, cổ phiếu không bị mất giá. Nói rồi lại không nhịn được cười Cậu thì không cười Cậu bảo Bị thầm thần tốt đấy Giết người khỏi phải ở tù Quan tàng hỏi Mỹ Mỹ có muốn giết ai không Để anh làm cho nhé Có nhưng không cần anh giúp Cậu bốc khoai chiên ăn Tiếp tục xem tivi rồi nói thêm Những chuyện này phải tự tay làm Ngày hôm sau Trang bách tâm lực trong kho của đài truyền hình Được đống tư liệu chưa biên tập về vụ đuổi học hồi đó, khi đó đại của tỉnh chỉ đưa tin dạng tin vắn nên còn rất nhiều bài phỏng vấn chưa dùng đến. tuy mỹ mỹ không xuất hiện trước ống kính lần nào nhưng diễn đàn của trường có đăng bức ảnh rất nét của cậu. trong thông báo đuổi học của trường ghi rõ tên cậu là nghiêm khắc kỷ. em có biết bạn đó, con trai mà thích mặc váy, thích được mọi người chú ý lắm. em vẫn thấy bạn đó rất táo bạo, tất nhiên là cũng cá tính nhưng làm gì đến mức đánh vợ người ta chà em cũng không biết nữa trường nói thì em tin ạ à. bạn này kiêu căng ngang ngược lắm không ai nói được bạn ấy hết giờ nghĩ lại có khi thành tích tốt cũng không phải là giỏi thật nhiều tác phẩm toàn đạo của người khác đạo của ai ạ à? em không biết nhưng ai cũng bảo thế mà chứ bình thường khoa nghệ thuật có ai môn nào cũng được điểm cao thế đâu cậu ta đồng tính thì chúng em biết nhưng thầy dư thì chắc chắn là không bị đâu nếu hai người đó có gì thật thì chắc là do cậu ta chủ động theo đuổi em nghĩ thầy dư có thích sinh viên thật thì cũng chọn con gái chứ ấy em đùa thôi nha đừng phát đoạn này nha bọn em đều không biết thầy kết hôn rồi em thấy trường này quá dễ dãi đã đồng tính công khai lại còn ăn mặc dị hợm đúng ra phải cấm cậu ta nhập học từ đầu giáo sư dư là giảng viên rất được học sinh yêu mến thầy vừa dạy hay vừa thân thiện với sinh viên thầy trò không có khoảng cách gì đâu ạ à. vâng sai lầm chính là vì thân thiện quá đấy thầy tốt lắm nghe nói thầy bỏ qua cả chuyện vợ thầy sinh non có đánh chắc chắn là có đánh cậu ta không đánh thì làm sao cô kia lại xảy thai em mong là thầy dư không bị ảnh hưởng gì đúng là loại người ăn không được thì đạp đổ ghê tẩm quá Hy vọng sau chuyện này Mọi người không có thành kiến với trường chúng em Đúng là con sâu làm rầu nổi canh Ảnh hưởng đến hình ảnh Đại học Đông Ninh Của toàn thể sinh viên chúng em Từ liệu không nhiều lắm Chẳng bách tâm xem một lúc là hết Nghiêm khắc kỷ Trong sự mô tả của mọi người Ngoài học giỏi thì thật sự không khác Mỹ Mỹ bây giờ Vẫn ngạo mạn ngang ngược và đáng ghét Cô mở laptop ra So với tư liệu của đài thì bên đồng nghiệp cũ có thêm một thứ. Đó là họ từng gọi điện trực tiếp cho nghiêm khắc kỷ. Cũng là cuộc điện thoại duy nhất gọi được. Trong đó, cậu ta tuyên bố mình và Du Phục từng yêu nhau. Hơn nữa, chính là Du Phục chủ động theo đuổi cậu ta. Cũng luôn tự khẳng định mình còn độc thân. Chưa bao giờ ông ta nói mình đã có vợ. Khi hỏi có phải vì Du Phục đề nghị chia tay nên hai bên mới nảy sinh xung đột không? thì cậu ta phản đối kịch liệt và cúp máy luôn từ đó về sau họ không gọi được cho cậu ta nữa họ cũng phỏng vấn được dư phục qua điện thoại ông ta nói mình luôn cố gắng giữ khoảng cách với sinh viên không ngờ vấn đề xảy ra hiểu lầm không đáng có ông ta cảm thấy rất có lỗi với người vợ đã kết hôn nhiều năm còn trò nghiêm bản chất là một sinh viên tốt rất tiếc ông ta không thể đáp lại tình cảm của cậu ta Hy vọng mọi người cho trò nghiêm thời gian sửa đổi Cũng hy vọng từ nay trò nghiêm có tự trọng hơn Những tác phẩm từng đặt giải của nghiêm khắc kỷ Vốn được trưng bày giải hạn ở phòng triển lãm của trường Sau khi chuyện xảy ra đã bị gỡ đi hết Trang Bách Tâm chỉ có vài bức ảnh chụp lại trong tư liệu của đồng nghiệp cũ Nhưng may thay cô vẫn xem được đầy đủ khi tìm thấy trang web của cậu ta trên mạng Phong cách cá nhân rất nổi bật chỉ cần thấy một lần sẽ không thể quên được Chàng bách tâm gặp máy lại Đến ký túc xá của quốc sắc thiên hương Cậu đang chụp ảnh cho chị Hương Hương Và các thành viên đoàn Chị Hương Hương nghe chàng bách tâm bảo Có cái show hóa thân kia Ở nước ngoài rất được yêu thích Nên quyết tâm cũng phải làm một show Lưu lồ gì ấy Cho quốc nội Phong cách phải Tây Phải quốc tế Poster phải đầy tiếng Anh Show lưu lồ gì ấy Thực chất là một show tìm kiếm drag queen của Mỹ. Có tên là Rubo Drag Race, chương trình truyền hình thực tế được World of Wonder sản xuất cho kênh Logo TV nhằm tìm kiếm America's Next Drag Superstar do Rubo làm giám khảo và MC. Trước mắt, chị Hương Hương đã cho lắp thêm hai cây cột để múa trong phòng tập và đặt hàng mấy quả đèn tròn nhấp nháy dành cho sàn nhảy. và hôm nữa sẽ lắp Bọn diễn viên bắt đầu trang điểm từ sáng Đứa nào cũng váy áo sung xính Như con công đang xòe đuôi Cậu thì kẻ mắt như pharaoh Đội tóc giả đen dài thẳng tưng Mặc váy dài sát kim tuyến Sáng chói Theo phong cách hiện đại kết hợp ai cập cổ Hy lạp cổ Chụp đến cả ngàn bức ảnh xong Cậu vào văn phòng tải hết ảnh về lọc qua một lượt Trang bách tâm kéo ghế ra Ngồi cạnh cậu Nhìn cậu mở phần mềm bằng cái máy tính second hand của chị Hương Hương và bắt đầu thêm hiệu ứng cầu vồng cho chữ. Đẹp hay không cô không biết, nhưng chắc chắn là lóa mắt, không kém đèn neon. mi Mỹ này, chuyện hôm qua cô định kể cho tôi, có phải là vụ cậu bị Đại học Đông Ninh đuổi học không? Trang Bách Tâm vừa nói xong, mi Mỹ đã đập đánh chát còn trượt xuống bàn. Phóng viên các bà là giống ruồi à? Hít thấy thối tha là tươm tước bu vào à? Hồi đó người gọi điện cho cậu là đồng nghiệp của tôi Tôi định gửi bản thảo và hình ảnh quốc sắc thiên hương cho cô ấy đấy Chàng Bách Tâm giải thích Câu chuyện của cậu và của thầy giáo kia hoàn toàn trái ngược nhau Sự thật thối tha mà cậu nói Ý là tuyên bố của nhà trường là giả đúng không? Chị muốn tin ai thì tin Tôi ngửi dám một lần thôi Đéo ngửi lần nữa đâu Nhưng rõ ràng hôm qua cậu đã muốn kể mà Giờ tôi hết muốn rồi cậu chấm một cái nốt ruồi bà mai to tướng cho dã bình đang làm điệu bộ trong ảnh rồi quay sang nhìn cô ta bà chị này bà không bới móc được gì về quan tàng nên định quay sang móc tôi đấy à thì tôi là con ruồi mà thấy mùi là tôi bu đến chàng bách tâm rất biết thân biết phận cậu cười ha ha bà đúng là lành làm gáo vỡ làm môi thật thế thì đợi đấy bao giờ có hứng tôi sẽ kể cho bà nghe trang bách tâm nhìn cậu một lát rồi tự dưng bảo nói thật nhé tôi cảm thấy chỉ cần bám theo cậu thì chẳng cần đào bới cũng có thể có tin làm con người cậu đi đâu cũng có thể sinh chuyện dễ gì một bản tin lại góp mặt đủ cả loạt tít đồng tính luyên ái ăn mặc dị hợm phá hoại hạnh phúc gia đình đẻ non sinh viên khác bị đuổi học đâu có được lên thời sự hả cậu cười phá lên tự dưng thấy cực kỳ sung sướng rồi vừa cười vừa gật đầu chị nói chuẩn đấy đúng tôi là cục scandal di động đây cậu có biết bạn trong trường và các giáo viên đánh giá cậu thế nào không kệ đời bọn nó thích nói gì thì nói ừ thì cậu dậu đổ bìm leo thôi nhưng đúng là cậu chẳng được lòng ai cả cậu quay sang nhìn trang bách tâm với vẻ thắc mắc chị sống là để lấy lòng thiên hạ à Cần đếch gì bọn đần độn ấy thích Miễn con này tự thích được là được Cậu đứng lên Xoay một vòng giữa căn phòng bé tẹo Tả váy cuốn theo một làn gió thơm Thích đàn ông thì sao Mặc váy thì sao Từ nhan sắc đến thành tích trong trường Con này đều thừa sức Đạp mấy thằng ngu hậm hĩnh Như trong quần giấu trúc con cu ấy xuống bùn Cậu đứng chống nạnh Một tay chỉ xuống sàn Cánh tay dài như một cây quyển trượng Bàn chân đi giày cao gót thắt dây, dậm mạnh một cái như muốn dẫm nát bét linh hồn mấy thằng ngu kia. Chị Hương Hương chuẩn bị đến hộp đêm, lúc đi ngang cửa phòng, thấy vậy thì gào lên. Váy bà mới đặt may về đấy, vẩy vỏ nhẹ cái tay thôi. Thế là cậu đành xách váy, vùng vằng thay quần áo khác. Chàng bách tâm ngồi lại tàn dóc với cậu thêm một lúc, thấy cậu không có vẻ định nói thêm gì thì cũng đứng dậy ra về. Cậu lưu các thư mục ảnh ngay trên màn hình để chị Hương Hương về tự chọn. Làm xong, nghĩ giờ này chắc quan tàng về nhà rồi, cậu mặc thêm áo xuống rồi đi ra. Trung tâm thương mại gần đó còn mở cửa, cậu đi dạo một vòng tầng 1 xem từ mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, trang sức mà vẫn không biết nên mua gì cho hợp. Cuối cùng, dưới sự tư vấn của nhân viên bán hàng, cậu đã chọn một bộ đồ trang điểm và nước hoa dòng mới nhất, đóng hộp quà lộng lẫy. Đến nhà quan tàng Vừa bước qua cửa Cậu đã nhét túi đổ cho anh ta Xem lúc nào tiện Đưa cho nghiêm nhân kính Đây là quả tốt nghiệp Không phải mừng đám cưới đâu đấy Quan tàng cầm rồi Cậu còn bảo Truyền đạt nguyên văn lời tôi cho bà này Đã xấu gái thì ít ra phải biết trang điểm Đừng có để thiên hạ nó cười nữ tiến sĩ Cậu vừa thụt giày vừa cào nhau Chịu bà thật Học chảy chật bao nhiêu năm mới đủ điều kiện ra trường Quan tàng đứng bất động nói Hình như chị em bỏ học vị rồi Anh bảo sao? Cậu nghe mà như không hiểu Cậu nhíu mày hỏi lại Nhưng ánh mắt đã bắt đầu long lên Như hai mũi tên ghim vào mặt quan tàng Cô ấy tố cáo giáo sư dư phục Khoa nghệ thuật Có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghiêm trọng Và cho rằng trường đã xử phạt sai em Bàn giám sát kỷ luật đã điều tra và kết luận nội dung tố cáo không đúng sự thật. Họ yêu cầu cô ấy công khai xin lỗi nhà trường và dư phục. Cậu ngồi xuống, buộc lại dây giày rồi đứng dậy. Cái đồ đổ đẩn độn đó, sẽ không xin lỗi đâu. Cả đời cứng đầu cứng cổ, chưa bao giờ bà xin lỗi. Quan tàng thấy hai mũi tên đã hóa thành ngọn lửa cháy rực trong mắt cậu. Hết tập 6 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video nếu thấy hay hãy like và share video nhé đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh sam audio hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo